xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cảnh báo an toàn sống. Vitamin và khoáng chất, những dinh dưỡng cần thiết với mọi cơ thể sống. Niêm mạc mắt nhợt nhạt, móng tay chân bị giòn, huyết áp quá cao, huyết áp quá thấp, chuột rút ở chân, mệt mỏi, giảm sản sinh hormone tuyến giáp, hay bị gãy xương trong thời gian gần, nứt góc miệng, đó đều là những dấu hiệu thường gặp khi cơ thể thiếu vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, thừa vitamin và khoáng chất cũng là điều rất đáng lo ngại đối với sức khỏe của mỗi người. Chúng ta đang bổ sung vi khoáng cho cơ thể bằng cách nào? Bổ sung vitamin thì mình là cà rốt, những cái loại vitamin như ví dụ là E để mà cho cái da mặt của mình săn chắc và đẹp hơn. Thực tế ra nhiều cái cũng rất là nguy hiểm. Vậy, đâu mới là cách bổ sung vi khoáng tốt nhất cho cơ thể? Tất cả sẽ có trong chương trình Cảnh báo an toàn sống ngày hôm nay. Quý vị, có lẽ rằng là trong cuộc sống bộn bề như thế này thì đôi khi chúng ta sẽ không có quan tâm đến sức khỏe của mình, đúng không ạ? Và rồi đến khi mà chúng ta ý thức mong muốn là sức khỏe của mình thật là tốt thì chúng ta lựa chọn đến những loại vitamin hoặc là khoáng chất có trong tự nhiên để bồi bổ cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đó chính là liệu chúng ta bồi bổ như thế nào là đúng, và đến khi mà chúng ta bồi bổ như vậy rồi có bị thừa hay không. Chính vì vấn đề đó nên ngày hôm nay chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về vấn đề là bồi bổ vitamin và khoáng chất như thế nào là thiếu và như thế nào là thừa. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi số phát sóng ngày hôm nay của Cảnh báo an toàn sống sau ít phút quảng cáo. Chỉ cần một vài thao tác tìm kiếm trên mạng internet, kết quả tìm kiếm sẽ cho ra hàng loạt các sản phẩm vitamin và khoáng chất của nhiều thương hiệu khác nhau, được rao bán với nhiều mức giá khác nhau. Người mua dễ dàng lựa chọn và đặt mua bất cứ loại thuốc bổ sung nào về uống mà không cần quan tâm đến cơ thể mình liệu có đang thừa hay thiếu. Hay chỉ cần ghé vào bất kỳ tiệm thuốc tây lớn nhỏ nào, người mua cũng sẽ không khó để hỏi mua các loại vitamin để bôi hoặc uống, tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Vì tin rằng uống các loại vitamin sẽ giúp làm đẹp hiệu quả, nên không ít người đã tự ý tìm mua và sử dụng theo cách của riêng mình. Em muốn giữ dài tóc dạ. Em muốn nhóm B á. Dạ. Nhóm B con A nó sẽ dài tóc nhanh á. Dạ. B để gì? Tại vì muốn mà tóc tốt nhanh á là vitamin nhóm B là chủ đạo á, nhưng mà kẽm cũng cần, C cũng cần, A cũng cần. Dạ. Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với phim trường của Cảnh báo an toàn sống. Thưa quý vị, rõ ràng rằng là bổ sung khoáng chất và vitamin như thế nào là hợp lý và đúng cách, đó là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra nhưng vẫn chưa tìm được những câu trả lời. Và trong số phát sóng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Phương Anh, giảng viên của bộ môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào Đào Duy, xin chào quý khán giả đang xem chương trình Cảnh báo an toàn sống. Dạ, có lẽ là tất cả quý vị khán giả cũng đang đặt câu hỏi, đó chính là giữa vitamin và khoáng chất thì bao gồm những cái vitamin gì và khoáng chất gì cho cơ thể của chúng ta là phải bổ sung, là cần thiết, cũng như là vai trò như thế nào? Trong cơ thể thì nó có rất là nhiều loại vitamin và khoáng chất, thì có thể chia ra như sau. Thứ nhất là vitamin thì người ta chia làm hai loại, là vitamin tan trong chất béo. Thì cái nhóm này thì nó bao gồm vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Và nhóm vitamin tan trong nước là bao gồm các vitamin nhóm B như là B1, B12, B9 và vitamin C. Còn khoáng chất thì người ta chia làm hai loại, đó là vi khoáng và đa khoáng. Ví dụ như vi khoáng, ví dụ như là sắt nè, kẽm nè, iốt nè. Còn đa khoáng ví dụ như là canxi, natri, kali, clo. Và mỗi một loại thì nó đều có một cái tác dụng khác nhau. Nhưng mà nhìn chung thì những cái loại này, những cái loại vitamin và khoáng chất thì cái vai trò của nó là những cái chất nó không có sinh năng lượng, nhưng mà nó là cái thành phần cấu tạo của những cái chất men chuyển hóa, nó xúc tác cho những cái phản ứng chuyển hóa trong cái cơ thể mình nó được hoàn toàn hơn, trọn vẹn hơn, do vậy cơ thể mình nó sử dụng năng lượng nó hợp lý hơn. Dạ như vậy, nhưng mà thường là có cái dấu hiệu nào để chúng ta biết rằng là cơ thể của các bé
cũng như là đối với người lớn chúng ta bị thiếu vitamin. Thiếu vitamin cũng như là những cái loại mà vi khoáng như là iốt, sắt, kẽm thì trên thế giới người ta định nghĩa chung là một cái nạn đói tiềm ẩn. Có nghĩa rằng những cái triệu chứng thiếu nó rất là mơ hồ, nó không đặc hiệu và nó dễ nhầm lẫn với những cái triệu chứng khác. Và khi mà cái tình trạng này thiếu này nó diễn ra liên tục và trầm trọng hơn thì dẫn đến những cái biến chứng, và khi cái biến chứng này thì nó rất là khó hồi phục. Ví dụ như là thiếu vitamin A ở trẻ nhỏ đi, thì nếu như mà thiếu lâu dài thì sẽ dẫn đến là nó giảm thị lực, và đến khi mà để dẫn đến những cái biến chứng rồi đó thì thật sự thì rất là khó để mà khắc phục. Cũng giống như vậy, thiếu iốt cũng vậy. Iốt nó là một cái nguyên liệu để mà cái cấu tạo học môn tuyến giáp. Nếu như mà cái bà mẹ đang mang thai á, mà không cung cấp đủ iốt trong cái thời kỳ mang thai cũng như là trong cái thời kỳ sau sinh á, mà không tiêu thụ iốt á, thì dẫn đến là thiếu iốt thì cái đứa trẻ nó cũng sẽ không có phát triển trí tuệ cách toàn diện được. Vậy thì chúng ta cần phải bổ sung. Nhưng mà cái vấn đề đó chính là khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thiếu và chúng ta bổ sung cho mình hoặc là cho con em của mình thì lại dẫn đến tình trạng đó chính là bị thừa vitamin và khoáng chất. Cụ thể của vấn đề thừa này là như thế nào thì Đạo Duy có biết một trường hợp. Mời bác sĩ cũng như là tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy thử tìm hiểu thử xem cái việc thừa vitamin và khoáng chất này là như thế nào nhé. Bệnh nhân Trương Văn Kiệt, 9 tuổi, ngụ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã được phụ huynh đưa đến trung tâm dinh dưỡng của thành phố để được thăm khám khi có triệu chứng mệt mỏi, biếng ăn kèm theo các dấu hiệu đau nhức các khớp tay, chân. Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm đã trực tiếp tiếp nhận, chăm sóc, thăm khám cho bé và nhận thấy các dấu hiệu này xuất phát từ một nguyên nhân không ai ngờ tới. Như em Kiệt là một em bé 9 tuổi đang có cân nặng tốt, chiều cao tốt, nằm trong giới hạn bình thường, thậm chí là phát triển tương đối tốt. Nhưng vì mẹ quá mong đợi và mẹ lo lắng, mẹ so sánh với những em bé bên cạnh, cho nên là mẹ của bé Kiệt tưởng là bé Kiệt đang bị thấp, đang bị còi, nên mẹ bé Kiệt đã tự ý cho em bé bổ sung vitamin D. Và tình trạng của Kiệt là bởi vì bổ sung vitamin D quá nhiều và quá so với cái liều khuyến nghị, do đó là xuất hiện một số các cái biểu hiện là tác dụng phụ của uống quá nhiều vitamin D. Và nếu mà chúng ta không cẩn thận ấy, thì chúng ta sẽ uống thêm nữa thì những cái tác dụng phụ còn nguy hiểm hơn sẽ diễn ra. Ví dụ như là sẽ bị làm tắc nghẽn được nội sọ, sẽ làm cốt hóa xương sớm. Và bên cạnh cái việc là không phát triển được chiều cao, mà thậm chí là nếu mà bị cốt hóa xương sớm thì cháu sẽ bị thấp hơn so với tiềm năng mà cháu có được. Cũng theo lời bác sĩ, tại trung tâm cũng thường xuyên gặp các trường hợp tương tự, bởi hầu hết các bà mẹ vì nghĩ bổ sung càng nhiều vitamin và khoáng chất thì sẽ càng tốt cho con, nên đã tự ý thúc ép các bé uống hoặc nhỏ vào cơ thể. Và đa phần, những phụ huynh đó đều không lường trước được những hậu quả có thể xảy ra. Trước khi mà chúng ta quyết định, chúng ta mong muốn bổ sung một loại vitamin, một loại chất khoáng nào hoặc là bổ sung các loại chất dinh dưỡng nào, chúng ta đều cần phải đến gặp bác sĩ và nên gặp bác sĩ chuyên khoa. Ví dụ chúng ta gặp bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc là bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng vì con của chúng ta là các em bé nhỏ. Thiếu thì nó cũng không hay, mà thừa thì lại càng không có tốt chút nào hết trơn á. Chẳng hạn như ở tình huống này, chúng ta có thể thấy rằng là cái tác hại của cái việc mà bổ sung vitamin và khoáng chất quá liều. Cụ thể như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Đối với những cái loại mà vitamin mà tan trong nước á, ví dụ như là vitamin nhóm B, vitamin C á, thì khi mà thừa thì nó cơ thể mình nó sẽ nhanh chóng thải ra ngoài theo nước tiểu. Tuy nhiên cái điều mà đáng lo ngại nhất đó là những cái vitamin tan trong dầu, vitamin A, vitamin D hoặc là một số khoáng chất ví dụ như là sắt, iốt, thì những cái loại này nếu như bổ sung quá liều thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng ngộ độc và rất là nguy hiểm. Phụ nữ sinh đẻ nhiều khi người ta có thai ngoài ý muốn, mình đã không biết, mà trong cái thời điểm đó người ta uống vitamin A liều cao thì rất là nguy cơ gây quái thai. Như bác sĩ đã nói, đó chính là cái việc ăn uống đầy đủ thì chúng ta sẽ bổ sung được vitamin và khoáng chất. Cụ thể của việc ăn uống đó sẽ như thế nào ạ? Cái chế độ ăn thì nó sẽ xây dựng, nó sẽ tùy theo cái độ tuổi. Ngoài cơm, ngoài thịt á, thì đối với người trưởng thành thì mỗi một ngày thì cần 300 gram rau sống sạch. Sống sạch ở đây có nghĩa là cái rau mà nó chưa được nấu chín, và sạch là cái lượng rau mà sau khi đã được sơ chế rồi đó, là bỏ những cái lá mà già héo úa bỏ đi. 200 gram trái cây, 300 ml sữa,
phơi nắng đầy đủ ít nhất là từ 15 đến 20 phút mỗi ngày thì những cái thành phần của cái bữa ăn đó là nó cung cấp đầy đủ những cái vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là bổ sung thêm khoáng chất thông qua việc uống nước khoáng chứ. Trong cái thực phẩm á thì nó hay ở cái chỗ là cái hàm lượng vitamin và khoáng chất trong thực phẩm, ví dụ như nước khoáng á, thì nó luôn ở cái dạng là ở cái mức thấp hay nó vừa phải, cho nên nó không bao giờ nó có cái biểu hiện quá liều hết. Thì nếu như là mình cảm thấy rằng mình muốn uống một cái loại nước tốt hơn thì mình có thể là uống nước khoáng. Đại Duy thấy có rất là nhiều người lựa chọn là uống vitamin và khoáng chất luôn, có nghĩa là một viên tổng hợp á. Đúng rồi. Dạ, thì như vậy nó có dễ bị rơi vào tình trạng là bị quá liều không ạ? Có vấn đề là mọi người thường hay nghĩ rằng thôi tôi không ăn, tôi đi uống vitamin đi, khoáng chất là tôi đủ cung cấp chất dinh dưỡng trong cơ thể. Thì đó là một cái quan niệm nó hoàn toàn nó sai lệch. Bởi vì chúng ta hãy biết rằng là trong thực phẩm các chất dinh dưỡng tồn tại thực phẩm ở một cái loại là ở cái mức là vừa phải, nó không bao giờ làm mình ngộ độc. Cái thứ hai là trong thực phẩm nó luôn luôn tồn tại những cái chất dinh dưỡng mà giúp cho mình hỗ trợ hấp thu. Ngay cả khi những cái viên vitamin và khoáng chất mình uống bên ngoài nó không được hấp thu tốt bằng ngay cả thực phẩm mà mình ăn vào. Cái thứ ba là trong thực phẩm nó còn tồn tại nhiều chất dinh dưỡng quý khác nữa mà cho đến nay mà các nhà khoa học người ta vẫn chưa nhận ra hết. Tóm lại là không có một cái loại thuốc nào nó có thể thay thế được cái chế độ ăn hết. Vậy làm cách nào để mình tầm soát được cái lượng vitamin và khoáng chất cho cơ thể của mình ạ? Cái điều đầu tiên ha, thứ nhất đó là một cái chế độ ăn nó phải khoa học. Thứ hai là mình phải khám sức khỏe định kỳ, ít nhất là một năm một lần nếu như mình không có cái tình trạng bệnh lý gì hết. Thì qua cái thăm khám cũng như qua các xét nghiệm thì người ta cũng biết được là mình thiếu cái loại vitamin hoặc cái khoáng chất nào. Mình bổ sung những vitamin khoáng chất là phải qua tham khảo ý kiến của bác sĩ về mặt liều lượng, thời gian sử dụng. Chứ không có tự ý như vậy. Thật sự là đôi khi Đào Duy và rất nhiều người nữa cứ hay bị nhầm tưởng giữa vitamin và khoáng chất, rồi cũng như là không biết lựa chọn liều lượng làm sao cho phù hợp nhất. Cảm ơn bác sĩ vì ngày hôm nay đã chia sẻ cho chương trình ạ. Xin chào Đào Duy, xin chào quý khán giả. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cùng với một bí mật ngay sau đây. Đào Duy sẽ bật mí cho mọi người. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nha. Không thể phủ nhận vai trò cực kỳ quan trọng của vitamin và khoáng chất đối với sức khỏe, phải không nào? Nếu bổ sung sai cách thì không đùa được đâu nha. Vì vậy chúng ta cần cung cấp đủ lượng vi khoáng phù hợp. Cách bổ sung tốt nhất là qua đường ăn uống tự nhiên với đủ 3 bữa ăn chính nha quý vị. Bởi đồ ăn hàng ngày mỗi loại đều chứa những vitamin và khoáng chất cần thiết đấy. Ví dụ như cần ăn đầy đủ các loại thịt, cá, trứng, rau, trái cây, các loại đậu và cả sữa chua nữa. Nhiều chất dinh dưỡng lắm đó nha. Nhớ là phải sử dụng các loại thức uống có lượng khoáng chất tự nhiên, hàm lượng khoáng thấp hơn 500mg trên 1 lít thì mới an toàn cho chúng ta sử dụng hàng ngày nhé. Vì hiện không phải hãng nước khoáng nào cũng có được chỉ số này nên mọi người nhớ phải lưu ý đó. Thêm nữa, các bạn đừng quên vận động thể dục thể thao thường xuyên. Còn phơi nắng đầy đủ nữa. Và đặc biệt là thăm khám bác sĩ thường xuyên để tầm soát được lượng vi khoáng và bổ sung khi có sự hướng dẫn của bác sĩ nha. Quý vị thân mến, với những thông tin và kiến thức vừa rồi mà chúng tôi mang đến cho quý vị, hy vọng rằng tất cả quý vị cũng đã có những khái niệm đầy đủ nhất để giúp cho quý vị có thể là bổ sung thêm những vitamin và khoáng chất cho phù hợp với cơ thể của mình. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Còn giờ đây sẽ là những hình ảnh hé lộ cho số phát sóng kế tiếp. Sẽ là gì đây? Mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi sau ít phút quảng cáo. Ngày nay, điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân đối với nhiều người. Điện thoại di động được sử dụng mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả khi đang tham gia giao thông. Vừa điều khiển phương tiện giao thông, vừa nghe điện thoại nhắn tin là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường hàng ngày. Đây được xem là một cách tiết kiệm thời gian đối với những người năng động. Tuy nhiên, khi sử dụng điện thoại đồng thời với điều khiển xe cũng mang lại những rủi ro tiềm ẩn. Những nguy cơ có thể xảy ra đến với thói quen này là gì? Hãy đón xem trong chương trình Cảnh báo an toàn sống số tiếp theo.